Xin chào quý bà con. Nhắc tới Manco là một dòng thuốc trị bệnh được nhiều bà con săn lùng nhất. Nhưng mà Manco của ai, của nước nào thì mới là quan trọng và hiệu quả như thế nào? Thì hôm nay em sẽ giới thiệu tới cho bà con dòng Manco Pro của Ấn Độ. Thì mình sẽ cùng tiếp tục xem video này để khám phá xem là trong gói Manco Pro Ấn Độ này có những đặc điểm như thế nào và sử dụng như thế nào bà con nhé. Manco Pro là loại thuốc trị bệnh chất lượng được nhiều bà con tin dùng. Sản phẩm này là dạng thuốc trừ nấm phổ rộng, tiếp xúc vị cho nên là phòng và ngừa bệnh rất là nhanh và hiệu quả. Sản phẩm Manco Pro này của Ấn Độ á, thì đây là một sản phẩm có hoạt chất chính, đó chính là Manco Zest. Và màu sắc đó là màu xanh đậm, bà con thấy không ạ? Dạng bột nha, rất là dễ hòa tan luôn. Bột rất là tơi và rất là dễ tan trong nước, cho nên là cái sản phẩm này có đặc tính là dễ bám dính và ít bị rửa trôi khi gặp mưa. Khi phun sẽ tạo thành một lớp màng phủ ngăn chặn được nấm bệnh xâm nhập từ bên ngoài, phá vỡ sự nảy mầm của bào tử nấm ở bên trong. Đặc tính của Manco Pro là vậy đó. Và ngoài ra thì Manco Pro còn cung cấp mangan, lưu huỳnh, kẽm giúp cây có thể khỏe mạnh, xanh tốt hơn. Đây, thì đối với sản phẩm này á, thì ở nhóm ít độc cho nên để an toàn á, thì bà con hãy cách ly cho em trước 10 ngày thì sẽ an toàn nhất. Để sử dụng Manco Pro một Ấn Độ hiệu quả thì bà con vui lòng pha cho em 60-100g cho một bình 25 lít nước. Và dùng cho em 400-600 lít trên 1 hecta, cách ly cho em từ 7-10 ngày là hiệu quả nhất nha bà con. Và để sử dụng được Manco Pro cũng như là để đặt mua Manco Pro thì bà con hãy liên hệ trực tiếp số hotline bên dưới, bên em sẽ hỗ trợ cho bà con tận tình nhé. Cảm ơn quý bà con rất là nhiều.